ta sẽ đến với phần biểu diễn của em Đào Trung Đức. Xin mời em Đào Trung Đức lên sân khấu. Em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là tác phẩm mà em chuẩn bị trình bày. Em đây là Đào Trung Đức, học lớp 8 trường giọng võ. Bây giờ em sẽ đánh bài Marionette. Em tập bài này lâu chưa và từ nãy giờ em ngồi dưới kia xem các bạn biểu diễn thì em có run không? Em có run. Rồi, bây giờ em hãy bình tĩnh tự tin là để hoàn thành tốt nhất phần biểu diễn của mình nhé. Thầy chúc mừng Trung Đức đã được biểu diễn gọi là thành công.